sinh đáp đúng, một thí sinh đáp sai. Như vậy, 25 thí sinh đáp đúng ấy, mỗi người được một điểm. Trong trường hợp 25 thí sinh đáp sai, một người đáp đúng, người duy nhất ấy sẽ được 25 điểm. Câu hỏi càng dễ, nhiều người đáp đúng thì lại ít điểm, và câu khó, nhiều người đáp sai, điểm cao. Cuối cùng, hai thí sinh cao điểm nhất sẽ chiến thắng bước vào vòng 2. Tất cả đã được sẵn sàng. Mời quý vị cổ vũ cho họ những tràng pháo tay thật đông. Câu hỏi thứ nhất như sau. Đèn ma trong lễ hội Halloween thường hình ảnh quả gì? A. Quả táo. B. Quả bầu. C. Quả bí ngô. Và D. Quả dừa. 5 giây bắt đầu. Thank you.